Xin chào cả nhà. Hôm nay em giới thiệu với cả nhà một mẫu dao chặt gà vịt của nhà em. Dao được làm từ vỏ là Damascus không rỉ, kẹp lõi carbon cao nha các bác. Dao là em chưa vào cán, chưa vào kêu ạ. Dao có chiều dài lưỡi bến là 22 cm, tổng lưỡi là hơn 24 cm ạ. Rộng nhất là 6,5 nha các bác. Dày sống 5 ly, mỏng dần về mũi là còn 4 ly. Dao là với phần vỏ này là không lo rỉ sét vân nha các bác, mà vẫn có độ giữ bến cao như lớp lõi. Chuôi là chuôi gỗ trắc khâu đồng. Dao em nhiệt luyện nguyên con và bảo hành khi dùng. Các bác xem video nhấn chuông đăng ký kênh giúp em ạ. Và số điện thoại Zalo 0982 555 132. Các bác kết bạn Zalo để em tư vấn cho các bác nhé. Một sản phẩm rất là đẹp, chặt gà vịt là các bác dùng coi này là rất là ok ạ. Em xin chào các bác.